Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái ví đến từ thương hiệu của Thom Browne. Thì mình sẽ có một cái box của Thom Browne và ở mặt trước nó có một cái tag bằng vải luôn mọi người ha. Ở bên trong thì nó sẽ không có cái dust bag mọi người, nó chỉ có một cái miếng giấy thôi mọi người ha. Mình không biết sao mà nó không có cái dust bag. Và bên trong sẽ có một cái ví mà dạng giống như là da caviar nha mọi người. Nhưng mà cái hạt của nó cũng như to hơn mọi người ha. Và da nó cũng là da bê luôn mọi người, nó cũng rất là thành thơm mùi da. Bên trong sẽ có một cái tag, có một cái mã riêng của nó nè, đó là card holder. Ở mặt trong này nó sẽ có những cái ngăn mà ba sọc của mọi người, rất là đẹp. Cái này các bạn có thể đựng tiền cũng được mọi người ha, tiền gấp á. Và hồi trước có mọi người có bạn có inbox mình thì nói là cái ví nó không có đựng được cái cạc đó mọi người, cái ví Celine á. Thì hôm nay mình có nè, mình thử mình gắn cái căn cước công dân cho các bạn vô, các bạn xem thử nè. Tại vì cái của mình thì mình thấy là gắn được hết mọi người. Đó, mình bỏ vào là nó vừa hết luôn. Nhưng mà có nhiều bạn kêu là mua về không bỏ được cái thẻ ATM luôn mọi người. Thì cái thẻ căn cước công dân nó cũng bằng thẻ ATM thôi mọi người. Thì bây giờ mình cũng sẽ thử mình lấy một cái thẻ ATM. Mình sẽ bỏ vào cho các bạn xem ha. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ bỏ thử vào cái thằng Thom Browne nè. Thom Browne là các bạn bỏ vào á, nó sẽ dư luôn mọi người nè. Thành ra là nó sẽ rất là rộng, các bạn thấy không? Còn với thằng Celine thì kiểu giống như nó làm sát vừa luôn. Khi mà mình gắn vô các bạn thấy nè. Đó, nó vẫn vừa bình thường. Ví Thom Browne thì hiện tại mình đang có sẵn, các bạn thích thì cứ với mình ha. Mình sẽ báo giá cho các bạn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình.